Hôm nay sao nó nói sao Biển Đông dậy sóng, sao dậy sóng thiệt ta, sao này nó biết trước nó mấy năm trước. Rồi nó còn nói Nam Bắc Hàn nó sẽ tự thống nhất. Rồi bốn nước những nước cộng sản còn lại sau khi chế độ vô thần của, tức là hai nước cuối cùng là Nga với Tàu, sẽ chìm vào quá khứ. Thì Trung Quốc chia 5 sẽ 7, Nga bây giờ là coi như te tưa. Thì lúc đó thế giới sẽ bình an, mình sẽ có một cái gọi là lập hội Long Hoa. Hội Long Hoa của nước Việt mình nói, nhưng mà gọi là hội Anh Tài. Thì 6 triệu người con dân mà cha với Đức Thầy đã tính toán cho nước Việt đã gửi ra hải ngoại gần từ sau năm 1975 tới ngày hôm nay đó, tính nhẩm ra 6 triệu. Thì 6 triệu con chim hiền nó sẽ về mới xây lại cái tổ, cũng giống như Yến vậy đó, về xây Yến trên tổ giàu lên liền. Thấy bữa nay á, chính phủ Mỹ bỏ ra 50 tỷ kêu tất cả những công ty của mà đang làm bên Tàu rút về Mỹ hết, thằng nào về là được chia tiền đó, ghê không? Thì nếu mà nước Việt mình mà đừng có phải là đàn em của bển, gọi là hai thể chế hay là cái gì khác khác á, là Mỹ nó ok tụi mày ở đó chỉ cần dọn qua nước Việt đi, tao đây, có phải là mình vô mánh không, giàu luôn á. Mà khổ hơn cái là mình cá Mỹ nó cho là gọi là cá mè một lứa, thì mình cũng phải chờ đi, tại vì mình không có thuộc về bạn của Mỹ, nó coi mình kẻ thù mà. Nhưng mà mình nhí quá mà nó không đáng là kẻ thù nữa. Lúc thì nó cho cục chocolate, lúc thì cho lon cốt, lúc thì cho thèm nhựa nước miếng đại khái, lúc thì nó ghé thăm, lúc thì nó lơ. Mình phải làm sao để cho người ta trọng dụng mình, để người ta mời mình lên ăn dinner, steak, rượu chát đồ phải không, rượu đỏ đồ. Chứ còn mà lúc nào mà nó dư nó thừa ba cái vaccine nó cho có mấy triệu lô này họ để cho có cái sự ngoại giao thôi không. Chứ ra Mỹ này dục quá trời luôn, hết hạn lại dục. Dân nước Việt cứ khổ hoài, người khổ khổ thêm, người giàu thì kiếm đường đi qua hải ngoại lấy thẻ xanh và chuyển qua, bữa giờ chuyển 20.000 đô, 20 tỷ đô 2 năm nay chuyển qua Mỹ, chuyển hoài cho nên nước Việt không còn tiền để mà lưu chuyển nữa. Rồi bữa nay mấy cái vụ mà hộ chiếu ở bên Âu Châu tự nhiên quê quán là quan trọng, bỏ cái đó ra làm như là có vấn đề á, không sợ nói quê á, nói là tôi sanh ở đâu á, này nọ đó, là đây ở bên hải ngoại á, người trên thế giới họ biết là người sanh ở đâu là sao làm sao. Tự nhiên mình lấy cái phần đó ra làm, bữa nay cũng một số người không có đi du lịch qua Âu Châu được. A Di Đà Phật. Thì thôi cái clip này là để nhắc nhở, để ôn lại 5 điều. Giờ hôm nay Biển Đông đã khơi mào, thì Kiệt Chí khuyên nước Việt nên chuẩn bị đồ ăn thức uống cũng giống như lâu nay. Và cái clip này hôm nay Kiệt làm thì cuối tuần nay Kiệt không có ra Cali, đi chỗ khác làm sẵn vậy. Ở ngoài Bắc đó, nên đeo dấu này, Bắc đeo này. Rồi cứ lợi miếu của chị Kiệt đó là Thánh Mẫu Liễu Hạnh đó, thánh. Ở ngoài Bắc người ta thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh nhiều. Ok, xin tạm biệt nha, xin kính chào, xin hẹn sau khi trở về